Và neighborhood is very convenient rồi đúng không Dạ. con? Ok, rồi nhắc lại một số từ vựng ha. For example, mình có downtown nghĩa là Downtown là cái trung tâm thành phố. Advantages and disadvantages nghĩa là thí dụ như advantages của the advantages of learning online are saving time or saving cost, but the disadvantages is that you never meet each other. Đấy, vậy là cái gì của việc học online? It means there's good thing and the bad things of lợi ích và disadvantages là nó ngược với lợi thì là Hãy là bất lợi đấy ha. Rồi mình bất có lợi lúc nào cũng đầy người thì mình nói sao? đầy Lúc nào cũng đầy người full nào full, nó đọc hơi ừ full ạ. ừ nó thành như ngay như full 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 of people. Rồi đường của tôi hay là nhà của riêng tôi á thì nói sao? Nhà của riêng tôi. My Nhà house own hay my own. House own hay là my own house? mai mẹ ông Yes. hao My own house. Của riêng tôi. Nha. Ha. Own your own home. Ha. Có nghĩa là hãy sở hữu căn nhà riêng của bạn. Đấy. Động từ nó là sở hữu, tính từ nó là của riêng nha. Rồi and mình nghe là tội ác là gì, tội phạm á? Tội ác hay tội phạm là gì? tội ác crime À, nó đọc y như chữ time đó. Nó sẽ là crime. Crime. crime Yes. crime Crime. Crime. crime Yes. crime 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 Good. crime. Yeah, and mất một ít thời gian để lái xe vòng vòng. Mất thời gian là gì? It get Mất it takes it It has hay là it gives? this take À, it takes. Ha. Thì sẽ động từ thêm s. Một ít thời gian ở. little little Time. Để đi vòng vòng. Để lái xe vòng vòng. Để lái xe vòng vòng. To to ride drive, đọc drive, drive, ride yes, drive xung quanh vòng vòng. Xung quanh là gì? around Around. And. around Yes. it takes a little time to drive around. Drive around. Yo, please. It takes a little time to drive around. Nói luôn around. Around. Drive around. And. Around. Ride around. Good. Drive around. Ok, that's enough. Rồi, next. Bây giờ mình sẽ qua bài tiếp theo. Mình có cái đây. Bữa mình có học về cái doodles này rồi nè ha. Rồi, coffee cart, stationery store nghĩa là gì vậy con? Đây nè. Stationery store là tiệm gì đây? Bán gì? Dạ tiệm thủ công Mỗi lần con lại cho ra một mỹ câu trả lời khác. Rồi. văn phòng phẩm Tiệm thủ công là craft store. Craft.
Có nghĩa là tiện làm đồ thủ công á, nó sẽ có kéo, bút màu, thước mực này nọ ha, gọi là craft đấy, đó, craft store, tự mình làm á. Craft Dạ. ten ten craft stores Yo. ten craft store Yes, craft. Do craft. Nhớ crafter nha. Đây. How often do you do craft? How often do you do crafts? Con không biết. Bao lâu thì con làm đồ thủ công lần? I do craft 2 times a week. Twice a week. What do you do? Twice What do you do? a week. I do. Tao biết nữa mà tùm lum hết. Okay, that's cute, right? Painting, cutting, kiểu gì đó. Hay là sewing. Đấy, mình may nè. Rồi mình vẽ nè, hay là potty nè. Đó, làm mấy cái bình gốm sứ nè. Đấy. Đấy. Paper craft, làm origami cũng được nè. Đấy. 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 Rồi, many many things ha. Rồi, and then we have none of your business. Nghĩa là gì? None of your business. None of your business. Nghĩa là Không phải chị của bạn. ok, that's good. Rồi, and next mình sẽ có là by nice neighborhood ha. Khu vực mình khu vực sinh sống mình rất là tốt đẹp quá ha. Bữa con đọc bài này chưa? Hả? Yeah, hình như chưa. Rồi, giờ đọc ha. Rồi. Vô. Okay, wait a minute. Bây giờ mình sẽ slow motion nha, rồi con đọc theo ha. People in North America move often. Again, People in North tiếp, tiếp, tiếp. People in North American move often. Okay. When they look for a new home, they consider many factors. When they look for a new home, they can see the many factors. Factors. People with children, for example, think People about chờ chút con chờ hết câu đã. Think about the quality of the local schools. with children, for example, think about the quality of the local schools. Yeah, quality. 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 Yes. Quality. Ngạc cờ quá. Quality. 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 That's right. Đây nè. Chất lượng ha. Đấy. Quality. Thí dụ như là excellent, good, hoặc là average, hoặc là poor. Nghĩa là chất lượng nào mình có xuất sắc nè. Rồi xong rồi có trung bình nè. Average nè. Và poor là rất là nghèo, là nghĩa là kém á, tệ thì gọi là quality. Local Rồi, factor là gì con? factor sự thật À không, fact mới là sự thật, còn factor là nhân tố hoặc là yếu tố nha. Đấy. Consider này là gì? Consider. biết. Mình nhìn vô bài thử. They look for a new home, they consider many factor. Lựa Không, họ xem xét. Xem xét.
consider nè, cân nhắc, xem xét. Đấy. Consider. Cons. Consider. Con là bãi đọc chưa hết thôi, mà mới đọc con thôi. Con nó thì nha nha. Consman. À, consman. Không, con. Consman. Có nghĩa là cái người consman. À, đây là ra, ra, ra sống dược lại rồi. Có nghĩa là người lừa đảo á. Consman. À, đây nè. Lừa đảo nè. Conman. Consman. Rồi hình như nó không có S đâu con. Rồi conman đúng rồi, dân lừa đảo. À, ok. Conman. Yes. Conman, người người lừa đảo nha. Rồi. Chữ con đó là lừa đảo á. Rồi. Next. Next mình có địa phương là gì con? International, national hay local? International, hả? Sure. International là như này nè. International school á con, 300 triệu năm á, là trường học như thế nào? Dạ, trường quốc tế. Ừ. Đấy, international school nè. Vậy thì local là địa phương, là local, international hay là national? National. No, national là quốc gia. International, national, local. Đấy, nó đi theo cái international, national, local. Yo. National. International. National. Local. Đọc tiếp con. Local. Local. Yes. Địa phương đó, local. Next. Rồi, đọc tiếp ha. Others consider number of restaurants, shops and supermarkets nearby. Yo. Others consider the number of restaurant shop and supermarket nearby. Nearby. À, hồi bữa mình đọc cái chữ nearby này hình như nó cũng không đúng nè. Consider. 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 That's right. Consider là gì con? Nhìn hình này xem. Mình phải consider nhiều cái factors khác nhau trước khi mình chuyển nhà. Thí dụ như là school nè, restaurant nè, hay là environment nè. Đó, mình phải consider nó. Mình phải thinking, think very hard. Mình phải nghĩ rất là kỹ á. Thì gọi là consider. Vậy nghĩ là sao? Trong tiếng Việt mình gọi là gì? Cân. Cân nhắc. Ừ, cân nhắc. À, rồi. Ok. The number restaurant, shop, supermarket nearby. Mình nói là the number you have called is not available. Ha, có nghĩa là gì? Con biết câu đó không? The number you have dialed is not available right now. Right. Right. Is nah, have dialed. Right. The number you have dialed is not available right now. Available right now. Right. Yeah. Unavailable nè. Là không có sẵn á. À. Không có sẵn nè. Vậy available là không có sẵn. Vậy có sẵn là gì con? Có sẵn là bỏ in đi. Còn can... còn available. Available. Yeah. Available. The number. The number you have dialed is unavailable. Không có sẵn nghĩa là không khả dụng nha. Vậy nên đây. The number you have dialed is unavailable. Rồi, đọc dùng cô với. The number, the number have the number dial. You have
Deal. Dialed Dial is is unavailable. nói là unavailable. 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 Yes. Okay. Right, that's good. Có dụng khả dụng là available, vậy unavailable là không khả dụng ha. Rồi. Đấy thì ở đây người ta mới có một cái câu gọi là tính khả dụng, the availability of public transportation and how quiet the neighborhood is. Right. Đọc dùm cô ha. Để nghe chữ này cho nó chắc cú nè. Availability. Availability. Rồi. Transportation. Transport. Transit station. Transport. Transportation. Transportation. Transit station. Okay. Public transportation là những cái như train hay là bus hay là subway á con. Vậy nó nghĩa là gì? Đây. Nó gồm có trains nè, buses nè, subways nè. Là những cái đó là public transport đó. Nghĩa là gì? Phương tiện. Phương tiện sao? Phương tiện Giao thông. Public là gì? Giao thông gì? Giao thông công cộng. Công là chung á, công cộng. Ok. Rồi, giờ mình đọc khúc này ha. availability of public transportation and how quiet the neighborhood is. Yo, please. The The availability nhìn phiên âm thử availability béo il béo. availability Okay. Of of public transportation and how quiet the neighborhood is. How quiet. How quiet. Nhớ không? Yên tĩnh á. Quiet. 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 That's right. Thank you. Next. People can use real estate agents to help them find a new home, or they can look in the newspaper or online for available places to live. Right? Yo. People can use real estate Agent. agent to have them find a new home, or they can look in the new paper or online for available place to live Okay, places. places. Yeah, okay, that's good. Right. And most people walk around the neighborhood and talk to the neighbors before they make a decision. Most people walk around the neighborhood and talk to the neighbor before they make a decision. Nè, decision.
Decision. Right? Okay. Here you go. Decision. Decision. Right? Right. In your country, do people use real estate agents to help them find new homes? In your country. Next, please. In your country, do people use real estate? Agent. Asian to have them find new homes. Okay. And next, do they talk to the neighbors before deciding on an apartment or house in a new neighborhood? Do they talk to the neighborhood before deciding on an apartment or house in a new neighborhood? Yeah, chỗ này là talk to the neighbors nha. Talk to the neighbor. What else do people think about before they decide on a new home? Go next, please. What else do people think about before they decide on a new home? Yeah, that's good. Right, here we go. All right, bây giờ mình sẽ nói chuyện về này một chút nha. All right, where do people move often? Who often move? Eh? Who often move? In this article, huh? Đây là một bài báo đúng không? Huh? Article. Bài báo. Rồi, article, please. Article. Yes. Nó là mạo từ và nó cũng là một bài báo luôn. Under là article á con. Book nè. Rồi an umbrella nè và the weather nè. Đấy, tất cả là mạo từ và một bài báo như thế này cũng là an article nè. Đấy. À. Rồi next. Mình nói là who. In this article, who often move? Huh? Vietnamese, American, or African, or the Brazilian, who often move? North American. Yes, the people or the North American là người Bắc Mỹ. Còn không thì people in North America là người ở Bắc Mỹ. À, mình muốn nói tính từ thì mình nói là the North American. The North American. The North American. Nói luôn North American. The American. North American. Yes, the American. 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 That's good. Right, okay. What factors do they consider? Okay. Do they consider any factors before when they look for a new home? Do they consider any factors before looking for a new home? Hay là when they look for a new home? Consider many any factors là gì con? Con không hiểu. À, consider là gì quên rồi. Think hard. Then consider this. Nghĩa là consider là gì? Lựa chọn. Không, choose mới là lựa chọn. Consider là con phải think hard, you think hard. Mình nghĩ rất kỹ, mình phải xem tới xem lui đó, gọi là consider nghĩa là gì? Suy nhận. Không. Con không cân nhắc. Cân nhắc. À. Ok, factors là gì quên rồi. Có coi chương trình X Factors không?
tố bí ẩn á. X factor. Yeah. Vậy thì alright, bây giờ mình có nè. Do they consider any factors when looking for a new home? Do they consider any factors when looking for a new home? Yes, all right. Some, many, or just a few? Yes. Huh? They consider. You know. About. What? New home. No, they consider factors. But what factors? They consider many factors. Can you give me an example? Huh? Can you give me an example about the factors they consider before buying a home? Cho cô một ví dụ xem. What factor? Nhân tố nào giờ con? Nhưng schools, entertainment, public transportation, transportation, people with children, you know, for example, things about the quality of the local schools. Schools. That's good. Okay. For example, your parents, will they think about the quality of the local schools? Will your parents consider the quality of the local schools? Do your parents consider about the quality of the local schools? Ba má con có consider về cái quality của mấy cái local schools không? Nửa Anh nửa Việt. Con đang nói gì vậy? Ba má con có consider không? Consider là? Cân nhắc. Rồi về cái quality of local schools là chất lượng của local schools, trường gì, quốc gia quốc tế hay địa phương? Trường bé bé xinh xinh này là trường quốc gia quốc tế hay là trường địa phương? Trường ngay con ở luôn á thì gọi là trường gì? Hả? Quốc gia quốc tế hay là địa phương? Hả? Hello. Hey. Rồi. Welcome back. All right. So, the quality of local schools, is it important to you? Is the quality of the local schools important to you? No. No? Are we? Yes. Why is it important? Because why is it important? Because it's it matters. Nó rất là quan trọng với cái việc giáo dục của con á, tới tương lai của con á, thì mình nói sao, nó rất quan trọng tới việc giáo dục và tương lai của con. Việc giáo dục là education ha. Động từ là education. Educate. Nó là chu á, con chứ phải đu đâu nha. Educate. Educate. Đúng rồi.
Đây. Educate. Education. Education. Yes. Rồi. Đây là giáo dục nè, cái này là nền giáo dục nè. Ok. So nó rất là quan trọng với cái sự giáo dục của con thì mình nên nói như sao? Is it important? It important. Đến to sự giáo dục của con. To education. À, to my education. Là to nè. To my education. To my education. That's good. And my future, as well as, cũng như là as well as my future. As well as my future. Yo. As well as my future. Nói luôn as well as. As well as my future. That's right. Nhớ sợ nha. As well as. As well as. So. So. As well as. Okay. Yeah. Anna. Gloria as well as. Is pretty much. Nói chung là cũng như là ha. As long as là miễn là as soon as là ngay khi, as far as theo như, as good as gần như, nhiều as lắm. Right, alright. Then we have what are other things that you consider? What are other things that you consider before moving to a new neighborhood? Like mình còn consider cái gì nữa không? Con nghĩ là như đó thôi. chỉ cần trường thôi hả? Rồi cũng cần xe cộ rồi tiệm chợ gì hết ha. Chứ cần trường thôi đúng không? Đi học thôi nhịn ăn cũng được. Ok. Consider the number of restaurant shop. Shops and supermarket nearby. Okay, so what for? Why do you have to consider restaurants, shops, or supermarkets? Why? Because what? Because I can eat and shopping and can shop and eat, right? And yeah and buy food, for example. Okay, and all right. And how about the availability of public transportation? Can you tell me what public transportation is? Huh? What is public transportation? Con còn nhớ public transportation không? Quan trọng. Không, public transportation. Là công cộng. À, công cộng. Tàu. Cái gì công cộng? Tàu công cộng. À, không. Phương tiện không. Đúng rồi. Rồi. What is, so can you explain in English? Giải thích trong tiếng Anh thử con. Con không biết hết nữa. Giải thích trong tiếng Anh xem là kiểu phương tiện giao thông công cộng là đó kiểu gì đó. Public transportation is public transportation is nè, trong này có mấy cái nè. Đấy. Cái gì đây? Is taxi taxi gì nữa không? Taxi rank là cái khúc mà đậu đậu taxi á, rồi bus stop là điểm đậu xe buýt ấy, thì mình chỉ kể mấy cái tên của mấy cái transport đó thôi, đó là taxi gì nữa, taxi, bus train. What else? Điện ngầm là gì?
Rain. Huh? Rain. Railway station. Railway. Huh? Like railway là đường xe lửa, huh? Trạm xe lửa, đường mà có mấy cái rail railway này là mấy cái đường mới có cái này nè. Đấy, thì mình kêu xe điện ngầm là gì? Sắp 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 subway. Subway. Yeah. Rồi máy bay có phải là transportation à, là public transportation đúng không? Hả? Con nghĩ vậy. Có nghĩa là không. À, có ai mà đi máy bay mà để đi làm đâu. Right. And yeah, that's it. Okay. So what do you use to commute to school? How do you commute to school? Rồi, commute là đi đi về về ha, có thể đi lại tới chỗ làm hoặc tới chỗ học thì là commute là đi tới đi lui á. How do you commute to school? School. How do you commute to school? Commute. 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 Okay, how do you commute to school? Hả? Chào con. By what? I commute to school by motorbike. 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 Okay, that's good. Do you ride it yourself? Do you ride a motorbike yourself? Do you drive motorbike yourself? Con tự lái xe đi hả? Mom take me. Đến trường. Take me Đến. go to school. No, chỉ cần chữ tu thôi là được. Đấy. Take me to school. That's right. Mình có transportation information nghĩa là gì con? Transportation information là gì? Hả? Information là gì? Thông tin. À, thông tin gì đây? Thông tin giao Thông thông á. tin từ. Thông tin. Đó là transportation information. Transportation information. Yo. Transportation information. Yes. Đây. Đấy, next. Rồi, okay. And all right, next we have okay. Have you ever met a real estate agent? Real estate, first of all, real estate là gì con? Đây, cô cho con coi real estate nha. Đấy, vì mấy cái này gọi là real estate của con nè. Con có land, building, residential house, houses. Đấy, tất cả những cái này gọi là real estate. Nè, vậy real estate là gì? Cái ngành gì mà lên lên xuống xuống á, mà dạo này xuống không lên á, Con bất không biết. bất bất gì. Bất động sản. Đúng rồi đó. Cái cô này là cái cô agent, là cái cô take you around to look for houses and decide to buy it or not. Và cô đó làm nghề gì? Cô này nè, real estate agent là làm nghề gì đây? Bất động sản. À, nhân viên bất động sản, agent, okay. Have you ever met a real agent? Have you ever met, nghĩa là gì? Have you ever Bạn met? có Có bao giờ từng? bao giờ Yes. từng gửi từng làm từng Met là verb 3 của meet đấy. từng gặp Yes. nhân viên bất động sản That's right. Okay. So what have vậy you? chưa? No. Okay. All right. And all right.
No. Okay. What does she do? What does a real estate agent do? Huh? What does a real estate agent do? À, cái người real estate agent này Really? sẽ làm gì? Nó phức tạp một chút ha, kiểu như help you get a mortgage, à, nghĩa là giúp bạn được có cái cầm thế mortgage, thế chấp á. Mortgage. Mortgage. À, giúp bạn có được cái thế chấp nè ha, à, travel solid Mortgage. offer. À, soạn thảo cái offer đó. Nhức đầu quá. Rồi thôi kệ nó đi. Okay, so will you look for houses by yourself or hire a real estate agent? If you want a house, hire nghĩa là thuê, hire, rent a car hoặc là hire a car. Ở Mỹ thì gọi là rent a car. Mỹ gọi là mướn xe, còn bên Anh gọi là hire a car, hire a lawyer, thuê luật sư, hoặc là nhân viên mới cũng là new hire. Okay, so bây giờ nha, if you want a house, will you hire a real estate agent or do it by yourself? Vâng. When you want a new house, will you hire a real estate agent or do it by yourself? I Hire. hire Okay. Một. Nhân viên bất động sản. Remember. Nhân viên bất động sản là gì? Nhân viên bất động sản. Tìm xem. Động sản là gì? Is hector Real estate. Đây, nói luôn. real estate agent. Real estate agent. À, gặp luôn. Đây, real estate agent. Real estate agent. 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 Chữ đó nè, agent nè, Real agent. estate agent. Đó, cô phải đọc agent nó mới chịu ra nha. Agent. 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 Ừ, khổ lắm con à. Rồi, vô please. Rồi, lại ha. When you need a new house, will you hire a real estate agent to help you or will you do it yourself? Hỏi gì vậy? Rồi, đầu chọn chọn lại ha. When you need a new house, will you là gì? Bạn có Bạn sẽ. bạn sẽ Well là will đấy. Đọc will, ý ngắn thành e ha, l, well. Là will you marry me nghĩa là bạn có cưới tôi chứ? bạn sẽ. Bạn sẽ lấy tôi chứ? Cho lấy chứ. Will Will you marry me? Will. marry me? Trong trường hợp này con trả lời là sao? Yes, I will hả? Hả? Trường hợp này thấy dù ok thì mình yes, I will hả? Yes, I do. No, 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 bậy quá. Bậy còn hơn yes, I will nữa. Chỉ nên nói đơn giản là không cần yes, I do đâu, chỉ cần I do thôi. Nha. Yeah. I do, em đồng ý, ok. I do. Đấy. À. Đấy. Em đồng ý. Còn sorry, I'm sorry. Rồi, xong. Hết phim. Đấy. I'm sorry. Đây nè. Well, sorry, will you marry me?
Xin lỗi nha, bạn cưới tôi chứ. Rồi, alright. So cái câu này back to this question. So when you need a house, will you hire a real estate agent or do it by yourself? Do it by yourself là gì con? Hả? Hello. May quá. Con trả lời nhanh nhanh đừng cô cái. Cho cô lại tưởng con văng ra ngoài nữa rồi. Rồi, do it yourself là tự làm nha. Ví dụ như mình thấy nè. Đấy. Mấy cái này là do it yourself nè. Đấy. Đấy. DIY, DIY á. Do it yourself. Hả? Giống như đồ thủ công á, mình tự làm á. Rồi, ok. So. Vậy nguyên câu hỏi là gì con? Bây giờ nói chậm chậm lại nha. Con dịch từ từ nha. When you need a new house. Nói gì á? Bạn có cần cái nhà mới không? Ây, 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 ây. Bạn. When you need a new house. Khi nào bạn có nhà mới? Ấy, khi mà. Tại vì đâu có do đâu, when do you đâu mà là khi nào bạn cần. Mà là khi mà bạn cần. When you need the new house. Sao nữa? Khi mà bạn. Khi mà bạn gì? When you need the new house. Khi bạn cần. The, need a. Neither là need a. Mình phải nói neither. Neither. New house. Rồi sao nữa? Là cần gì? Cần cái nhà mới. Ok. Will you hire a real estate agent? Agent. Agent. Câu hỏi gì á? Will you? Bạn có cần bạn có sẽ cái... bạn sẽ bạn sẽ cần hire nhân viên hire thuê a real estate agent nhân viên bất động sản to help you để giúp bạn or hay là you do it yourself. Bạn làm đó không mình? Bạn tự xử. Rồi, con chọn phương án nào? Dạ, phương án đầu tiên. Ok, vậy thì con nói đi. Khi tôi cần căn nhà mới, tôi sẽ thuê nhân viên bất động sản để giúp tôi. When I need a new house, I will thuê. I will hire. Hire the real estate agent. Okay, để giúp tôi. To help me. Okay. Yeah, mừng quá. Yeah. Rồi. Đây. I'll hire a real estate agent to help me find the home. Find the home. I will đọc là I'll đọc thành giống như ao ao vậy đó. So here we go. I'll hire your real estate agent to help me find a home. Please. Go ahead, please. Hire a real her real is the agent to have me find a home. Okay, phải nói ha. Thứ nhất mình có I'll hire a real estate agent to help me find the home. Eh, home. Eh. I'll hire a real estate agent to help me find a home out. Right. Hire a real estate
agent to help me find a home, please. I hire. I'll hire a real estate agent to help me find a home. Yeah, to find a home. Yeah, find a home. Find a home. 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 That's right. Thank you. And all right. Home. Home. Okay. So what does a real estate agent do? Huh? What does a real estate agent do? What does a real estate agent do? What does a real estate agent do? Họ sẽ không nhân viên là đó thì làm gì? Nhân viên bất động sản làm gì? Định nghĩa đơn giản làm nhất gì? Đó là nhưng một nhân viên bất động sản thì giúp bạn tìm nhà mới thế thôi. Rồi nói đi con. Một nhân viên bất động sản thì giúp bạn tìm nhà mới. A real estate agent to help you find a new home. À, không phải is help mà là helps you. Helps you find a new home. Find a new home. A real estate agent helps you find a new home. A real estate agent helps you find a new home. Đấy, đọc cũng mỏi miệng lắm chứ đâu có đơn giản. A real estate agent helps you find a new home. Please. Đây, cho coi realistic nè. Realistic nè. Đấy. A real is take Asian helps you find a new home. Help helps you find a new home. Help help you help. Rồi gì nữa? Help you find a new home. That's good. Okay, that's good. Thank you. And then we have most people walk around the neighborhood and talk to the neighbors before they make a decision. So động từ quyết định là gì con? Decision hay là decide? Decision hay là decide? Make a decision là danh từ hay động từ? Con không biết. Đây. Decide là động từ nha. Đấy. Decide là động từ, còn decision là danh từ của nó đó. Okay. Why do people walk around the neighborhood and talk to the neighbors? Before buying a house? Why? Con không hiểu. Why do people walk around the neighborhood and talk to the neighbors before they make a decision to buy the house? Câu hỏi giống như câu trên đó luôn á. Thì nó nghĩ là gì? Tại sao mọi người đi xung quanh khu phố và nói chuyện với hàng xóm khi đưa định? Because they... Trời, không biết nói tiếng Việt luôn. Tại vì họ muốn biết coi khu phố này nó có an toàn hay là nó có an toàn hay không. Hay là có vấn đề gì với khu phố này hay không trước khi họ đưa ra quyết định mua nhà. Đấy. Rồi,
Mình nói câu đó bằng tiếng Anh sao? They Họ muốn chắc rằng cái khu phố này an toàn trước khi đưa ra quyết định mua nhà. Wanna? They wanna đảm bảo là sure make hay make sure hay là no. ensure hay là sure thôi. Sure. À, sure không là tính từ rồi. Vậy đảm bảo là thế nào trong cái này? Sure. Đảm bảo. Make sure. Ensure. Sure là chắc chắn nè. Còn đảm bảo là make sure hoặc là ensure nha. Họ muốn đảm bảo rằng. Rồi nói sao? They want Đảm bảo rằng. Make sure, sure. make sure Okay. Khu phố đó an toàn. the neighborhood is an toàn Dangerous hả? là dạ không Huh? Chứ là gì? is Quiet. toàn không nhớ Nói gì? Safe. an Interesting. safe Save. Ok, save. Chào mừng safe quá bao. Rồi, save. safe Save. Nhớ phờ nha. safe Make sure. They want to make sure the neighborhood is safe. They want to make sure the neighborhood is safe. Rồi, yo, please. Nhớ nói nha, the neighborhood is safe. Yo. They want to make sure the neighborhood Save. Sure. safe. Sure. Sao nặng vô? Sure. 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 Sao nặng vô? Rút cái lưỡi lại. Ha, không cho nó đụng vô cái răng nào hết. Sure. 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 Rồi có hơi gió ra. Sure. 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 Con chưa rút lại. Con chưa đẩy hơi ra. Sure. Sure. Sh Đừng đụng vô răng nào hết nha. Cong cong lại. Sure. Đó, gần được rồi đó. Again. Này, rút vô cong lưỡi. Sure. Vô, please. Sure. 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 That's good. Sure. Này, next. All right. So, do we use real estate agents to help to help us find new homes? Mình use là dùng. Nhưng ý nghĩa là có nhờ không á, mình dịch nhờ đi cho nó cho nó lịch sự nha. Okay. So in Vietnam, do we use real estate agents to help us find new homes? Có không con? Câu hỏi lại đi cô. In Vietnam, do we use real estate agent to help us find new Ở Việt Nam. Do we use real estate agents to help us find new homes? Không? In Việt Nam, do we use real estate agent to help us find new homes? Hả? Câu hỏi là gì vậy? Hello? Con không Hello? hiểu. Cô im re à? Cô tưởng con văng ra nữa rồi chứ. In Việt Nam, do we use real estate agents to help us find new homes? Help us là help us. Nói vô.
In Vietnam, do we use real estate agent to help us find new homes? To help us find new homes. To help us. To help. À, help us. Mới đúng chứ phải help us. Rồi. To help us find. Find. Phải đọc find and đàng hoàng nha. Lại nha. In Vietnam, do we use real estate agents to help us find new homes? Help us. Help us. Còn thấy không? Đọc phải nghiêm túc. Rồi. In Vietnam, do we use real estate agents to help us find new homes? Không. Ở Việt Nam, rồi có. Chúng ta có. Chúng ta có nhân viên. I think maybe yes. Maybe we do, right? Maybe we do. Okay. All right, I'll ask you some more questions later. Huh? Rồi về nhà là làm bài tập nha con. Rồi cô sẽ gửi bài cho con làm bài tập nha. Hả? Sao em ghê vậy? Dạ. Yeah. Nghe xúc động em ghê hả con? Rồi, thank you. See you later. Xin chào cô. Bye con.